Kính thưa quý vị phụ huynh cùng tất cả các bạn thí sinh thân mến, liên quan đến công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2015, với tư cách là trưởng ban thư ký, ủy viên thường trực hội đồng tuyển sinh, tôi xin công bố một số thông tin. Thì hiện nay trên trang web tuyển sinh của trường chúng tôi đã công bố danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng đợt 1 đến hết ngày 19 tháng 8 năm 2015. Thì hiện nay có một số ngành số lượng tăng cao, ví dụ như ngành ngôn ngữ Anh, ngành kinh doanh thương mại, ngành quản trị kinh doanh, ngành quan hệ công chúng. Và trong các cái ngành năng khiếu hiện nay có ngành kiến trúc là số lượng hồ sơ cao nhất. Trường chúng tôi đã công bố dự kiến chỉ tiêu cho từng ngành vào thời gian đầu khi mà xét tuyển vòng 1. Thì hiện nay thì căn cứ trên cái số lượng hồ sơ thực tế, mà cụ thể là những ngành mà có số lượng hồ sơ tăng cao, và căn cứ vào cái quy mô nhu cầu thực tế của nhà trường hiện nay, thì nhà trường chúng tôi quyết định điều chỉnh tăng một số ngành chỉ tiêu như sau. Ngành ngôn ngữ Anh 250 thì hiện nay tăng lên là 270. Ngành kinh doanh thương mại thì tăng từ 250 đến 270. Ngành quản trị kinh doanh thì ngay từ đầu là 200 thì dự kiến sẽ tăng lên 210. Vân vân. Điểm tạm thời trúng tuyển của một số ngành thì dự kiến sẽ như sau. Hiện nay ngành ngôn ngữ Anh dự kiến 23 điểm. Ngành thứ hai là ngành kiến trúc dự kiến cái mức điểm là khoảng 24 điểm. Các ngành ví dụ như là ngành kinh doanh thương mại, các ngành như là quản trị kinh doanh và quan hệ công chúng truyền thông thì dự kiến mức điểm trúng tuyển là cao hơn mức điểm nhận hồ sơ 1 đến 1,5 điểm tùy ngành và tùy mỗi tổ hợp ngành. Đối với các ngành kỹ thuật và công nghệ, ví dụ như là ngành công nghệ sinh học, công nghệ kỹ thuật môi trường, ngành kỹ thuật công trình xây dựng, ngành kỹ thuật phần mềm và ngành kỹ thuật nhiệt lạnh, thì tất cả các cái ngành này hồ sơ hiện nay vẫn còn ít. Vì vậy chúng tôi yên tâm báo với quý vị phụ huynh và thí sinh rằng những ngành này đến thời điểm này bằng mức điểm sàn cho tất cả các mã tổ hợp đều có thể trúng tuyển. Thì thí sinh lưu ý điểm trúng tuyển tạm thời này để cân nhắc thêm. Đây là mức điểm mà chúng tôi công bố đối với thứ tự ưu tiên 1. Thì nếu không trúng tuyển thứ tự ưu tiên 1 thì có thể xem xét đến thứ tự ưu tiên 2. Vì vậy quý vị phụ huynh và thí sinh có thể cân nhắc đến cái thứ tự ưu tiên 2, 3 và 4, vì cơ hội đầu trúng tuyển nguyện vọng 1 vẫn còn ở các ưu tiên này. Sự luân chuyển giữa các ngành giúp khả năng trúng tuyển thí sinh cao. Thì chúng tôi mong muốn không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì chúng tôi sẽ xét tiếp tục nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, và theo đúng quy chế thì chúng tôi xét bình đẳng các ngành, các thứ tự nguyện vọng đều như nhau. Theo quy chế thì sau 17 giờ ngày hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2015, trường sẽ kết thúc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1, nguyện vọng 1. Thí sinh đã nộp hồ sơ vào trường qua tất cả các kênh quy định, ví dụ như là nộp trực tiếp, hoặc nộp qua bưu điện, hoặc nộp qua sở chuyển trường đến trường chúng tôi. Thì tất cả các hồ sơ này chúng tôi bảo đảm đều được xét bình đẳng. Hội đồng tuyển sinh sẽ họp vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày, tức là ngày 20 tháng 8, để công bố quyết định mức điểm trúng tuyển chính thức cho tất cả các ngành. Các cái thông tin liên quan sẽ công bố ngay sau đó, tức là ngày hôm sau 21 hoặc chậm lắm là ngày 22 tháng 8. Thì phụ huynh và thí sinh theo dõi trên thông tin trang web của trường cũng như đến trực tiếp nhà trường hoặc là liên hệ qua điện thoại để biết thêm các cái thông tin chi tiết về cái kết quả trúng tuyển của thí sinh. Thì trường Văn Lang dự kiến sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho các ngành mà còn thiếu. Sau khi chúng tôi xét tuyển nguyện vọng 1 thì chúng tôi sẽ công bố tất cả những ngành nào chúng tôi sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1. Và thí sinh trên các phương tiện thông tin của trường cũng như là báo chí và trực tiếp tại trường. Các em thí sinh lưu ý theo dõi các thông tin trong ngày cuối cùng, tức là ngày hôm nay, của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 và sau đó. Nhà trường mong muốn thí sinh và phụ huynh có đầy đủ các cái thông tin cần thiết cho cái quyết định của mình khi đăng ký vào trường. Về phía nhà trường, cam kết sẽ cung cấp đầy đủ các cái thông tin, đầy đủ các dữ liệu để thí sinh căn cứ vào đó mà xác định cho mình một cái ngành và với một cái mức điểm phù hợp.
Cuối cùng trường Văn Lang chúc các em đạt kết quả và mong muốn đón tiếp các em vào ngôi trường này.